hôm nay chúng tôi nói đến cái danh hiệu và thần lực và hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì Tổ sư Ấn Quang ngài tán thán vô cùng. Ngài nói cái người mà niệm Phật, nếu mà niệm 10.000 câu Phật hiệu thì ngày hôm đó niệm 10.000 câu Phật hiệu thì nên niệm 5.000 câu danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Quý vị lật ra cái một lá thư trả lời khắp cũng như rải rác trong văn sao, nhất là ngài khuyên những hành giả tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh niệm thêm, niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Cái việc mà để niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm thì chúng tôi có cái nhân duyên với ngài từ lâu, rất lâu, từ khi mà để muốn cảm hóa gia đình, cái lúc chúng tôi đi xuất gia thì cũng nhờ cái bộ kinh Pháp Hoa, nhất là Phẩm Phổ Môn, nhập thất để tụng kinh Pháp Hoa, rồi gửi cái bộ kinh Pháp Hoa về thì sư cô Liên Phương là thân mẫu Giác Nhàn bắt đầu phát tâm tụng kinh, đọc kinh. Mà bà cụ thì không biết chữ, thời xưa mà những người già lớn tuổi thì cha mẹ không có cho đi học, cho chăn bò, cắt lúa, làm ruộng, sợ học giỏi. Rồi cái thời Pháp thuộc là những người Tây, là người Pháp thuộc, người Pháp người ta tới, người ta gặp những người nữ mà vừa là xinh, vừa là giỏi, vắn chữ nghĩa là họ cưới hết. Cho nên cha mẹ sợ cái điều đó, cho nên thành ra không cho con cái đi học. Thì đó cũng là một cái phong kiến. Kiến là cái nhìn phong là đóng khung lại, nhìn đóng khung lại, cho nên một số các cụ già thời xưa không biết chữ là vậy. Mà nhờ ông cụ chỉ cho bà cụ, cho bà đánh vần từ từ, xong cuối cùng bà đọc được cuốn kinh Pháp Hoa, bà mừng quá chừng mừng. Trong lúc đi bán bánh hỏi hay rút ra để coi khi không có khách, khi có khách rồi nhét cái cuốn kinh Pháp Hoa vào trong cái gánh bánh hỏi. Nhiều lúc mấy người ở bên vệ sinh môi trường họ đến này, bà gánh cái gánh mà chui ở trong cái đường luồng để núp, vì không có cái sạp ở ngoài chợ mà chỉ đi bán dọc đường, bán hàng rong, thấy rất là tội nghiệp. Bà cụ bà cứ nói nếu mà thầy không có đi tu chắc tôi giờ làm bánh hỏi không nổi, tôi phải đi bán rau cỏ, tôi cực lắm, tôi cảm ơn thầy nhiều. Cũng như các cụ già mà được thầy nuôi đó, là thứ nhất là những cụ già già không có phải khổ cực. Có những người họ vì cái thói quen họ phải đi làm lụng, họ phải làm cái gì họ mới có thể chịu nổi, suốt cuộc đời họ đi làm rồi đó, cho nên họ phải đi làm cái gì mới chịu nổi, dẫu cho là họ có tiền nhiều, tiền của nhiều, nhưng mà họ không có chịu không nổi. Nhưng mà họ vô chùa thầy là họ ở không, họ niệm Phật thì lại được. Đó là thầy cứu vớt giúp cho họ cái lúc tuổi già già. Thầy đừng có bỏ các cụ và đừng có bỏ ý niệm nuôi các cụ già, dầu cho có chiến loạn dịch bệnh, dầu cho có cái gì xảy ra đi nữa thì cố gắng nuôi các cụ già. Đó là việc thứ nhất. Và cụ trước khi đi bà dặn chúng tôi như vậy. Cái việc thứ hai đó là tôi hiểu cái nàng dâu mẹ chồng và con rể mẹ vợ mẹ chồng, cha vợ mẹ vợ, nó có cái sự ngăn cách và họ đối xử rất là tàn tệ. Nếu mà thầy đem những người này đi vô trong đó, thầy nuôi cho họ, thì họ thầy giúp cho gia đình đó tránh đi cái sự tương tàn tương sát, ẩu đả lẫn nhau giữa nàng dâu với lại mẹ chồng, rồi con rể với lại cha mẹ vợ. Đó là cái sự mà nó xung đột rất lớn. Nếu mà thầy làm được chuyện này thì cứu giúp cả gia đình họ. Vậy cho nên thành ra cái việc mà sư cô Liên Phương ra đi để lại nhiều cái giá trị về cái bài học nhân sinh mà chúng tôi cảm nhận được. Và cụ đi tu cũng nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong nhà chúng tôi sao mà các vị hương linh quá chừng. Tổ sư Ấn Quang nói nhà nào không có hương linh, nhà nào không có quỷ. Nếu mà mình mà tâm thanh tịnh, tâm tốt, tâm từ thiện, tâm hướng thiện, không có sát sanh, tạo nghiệp ác, thì thiện quỷ vô để gia hộ mình, thiện thần vô nhà mình để gia hộ cho mình. Còn nếu tâm mình sát sanh, nghĩ sằng bậy, tạo nghiệp xấu ác,
thì ác quỷ, ác thần đến ở bên cạnh, luôn luôn rình rập, hù dọa trong giấc mộng cho đến trong cuộc sống thường nhật, họ gây trở ngại mình rất nhiều. Đó là do mình mời vị quỷ vào, mời ác thần vào, chứ không có mời ác quỷ, ác thần vào, chứ không có phải ai ghét dơ mình họ tới họ làm hại mình đâu. Cho nên tổ nói là nếu người mà muốn không sợ ác quỷ đến thì lo nghĩ thiện lành đi, làm tu nhân tích đức đi, niệm Phật, niệm Quan Âm đi. Bồ Tát Quan Âm có một hạnh nguyện là chuyên trừ tà ma, yêu quái, quỷ mị, mộng lượng mà. Điều mình không có niệm để cảm được Ngài, Ngài đến gia hộ, cho nên thành ra ngoài miệng thì niệm mà trong tâm vẫn là nghĩ bậy sằn ác, tạo nhiều nghiệp xấu ác. Thì mình lại kêu sao quỷ đến nhà mình nhiều quá, mình niệm Quan Âm mà sao Quan Âm không đến? Là do gì ạ? Do miệng niệm mà tâm không có niệm, do miệng thiện mà tâm không có thiện, gọi là gì? Khẩu Phật mà tâm xà. Miệng thì nói ra điều thiện, niệm Phật rất là tốt, nhanh nhảnh, nhanh nhãn nói suốt ngày mà không chuyển được phiền não, không phục được phiền não, không thay đổi được lòng dạ của mình. Cho nên mới nói gọi là khẩu thì nói thiện, niệm Phật, tâm thì như rắn độc, thì tâm mình vẫn mời quỷ đến thôi. Thì lúc đó bà thay đổi, bà ăn chay, bà niệm Phật, không có sát sanh trong nhà nữa, thì bà niệm Quan Âm Bồ Tát. Thì cũng dằn co một thời gian, cuối cùng cái niệm thiện mạnh thì bắt được cái tần số Bồ Tát Quan Âm đến để gia hộ, đến lúc bà được đi xuất gia. Rồi ông cụ đi qua chùa ở thì cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm. Nói chung thì bản thân chúng tôi và gia đình cũng như tỉnh thất Quan Âm mình khu chuyên tu thì cũng được cái sự thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ, Bồ Tát Quan Âm đang gia trị. Rõ ràng mắt phàm không thấy. Nên tổ sư ông Quang mới nói là Bồ Tát Quan Âm đang ở bên Tây Phương Cực Lạc, mà ở tuốt ở bên cái cảnh giới cao nhất trong tứ độ. Và phẩm thì phẩm cao nhất đến là thượng phẩm, mà bên tứ độ đó là thường tịnh quang tịnh độ và thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ. Hai cái cõi này Bồ Tát Quan Âm qua lại. Cái gì đọc trong văn sao thấy rõ cái điều này. Thì Ngài ở bên đó, cái người mà ở bên mà thật báo vô chướng ngại độ và thường tịch quán tịnh độ đó thì thần lực bất khả tư nghị. Những người mà ở bên phương tiện hoặc là phàm thánh đồng cư độ, họ đã nhìn thấy chúng ta và biết chúng ta làm những gì, họ biết hết. Có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạnh thông, thần túc thông, nhưng mà lộ tận thông họ chưa đạt. Tại vì họ còn những kiến hoặc tư hoặc còn những phiền não khi mà nằm ở trong đó. Khi mà họ đến cái cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, họ chưa có đoạn sạch được tất cả những tư hoặc kiến hoặc là phiền não. Nó còn đó nhưng mà nó không có manh nha giấy động được. Thì họ đã có được ngũ thông rồi, huống hồ chỉ là Bồ Tát Quan Âm. Nên hình ra Ngài ở bên đó thì cái thần lực của Ngài thì bất khả tư nghị rồi. Mình ở bên này mình làm gì, mình niệm gì, mình nguyện như thế nào mà thật lòng, thật tâm, Phật, thật sự mình niệm thì có cái sự cứu độ. Cho nên thành ra là cái việc mà Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn sao Ấn Tổ Ngài thường nhắc và mong mọi người phải niệm. Thì có nhiều người hỏi như vậy chỉ niệm Quan Âm không, không cần niệm Di Đà được không? Thì Ngài nói rằng là tùy theo mỗi thời mỗi lúc mà mình sử dụng hai cái pháp này cho nó phù hợp. Ví dụ như lúc mình đang sanh đẻ thì do hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm là chuyên cứu những người gặp sản nạn, sanh đẻ mà gặp nạn thì Ngài là chuyên cứu khổ. Cái chuyện này do cái hạnh nguyện của Ngài. Thì cái lúc mà sanh nở thì phải nên niệm Bồ Tát Quan Âm lớn tiếng. Cái lúc gặp giặc cướp như ông Tào Vạn Bằng hồi nãy cái câu chuyện mà trong văn sao tổ mà thầy Tánh có đọc đó, thì cũng phải niệm Quan Âm Bồ Tát nhanh cứu cấp kỳ do cái hạnh nguyện của Ngài, trừ tất cả những tật bệnh giặc cướp rồi rắn độc vân vân mọi thứ do cái hạnh nguyện của Ngài. Nhưng mà đến cái lúc mà thọ mạng mình hết mà mình nhắm mình không có thể nào vượt qua được thì nên nhất tâm niệm Quan Âm Bồ Tát. Thì cái đó là tùy theo cái lúc trong cái cuộc sống của mình mà mình sử dụng hai cái pháp này cho nó phù hợp. Đó. Nên ra là cái việc không phải mình chỉ chuyên nhất niệm Quan Âm mà bỏ Phật Di Đà, mà lúc hoạn nạn thì nên niệm Quan Âm nhiều hơn Phật A Di Đà.
Lúc bình thời thì nên niệm Phật A Di Đà nhiều hơn là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái này lời của tổ dạy rồi. Vậy mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát có bị sen tạp, có bị phân tâm và mất tính tâm với danh hiệu Bồ Tát của Đức Phật A Di Đà không? Hai vị này là ở chung một chỗ mà. Thế tổ sư Ấn Quang ngài nói là Phật A Di Đà mà cũng phải có Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên cạnh để mà phò tá, để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không cần Bồ Tát Quan Âm thì gặp chướng ngại nhiều lắm. Gặp chướng ngại trong cái cuộc sống này rất nhiều, bệnh hoạn rồi tai ách dịch bệnh, rồi cái chuyện bên ngoài nó đến, rồi bên trong nghiệp chướng nó dấy khởi. Nếu mà không có Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta gặp chướng ngại rất là nhiều. Và có rất rất nhiều chúng sanh có duyên với Bồ Tát Quan Âm, khi họ gặp nạn mà kêu họ buông vạn duyên đến niệm Phật để họ vãng sanh thì cái con người này khó tìm lắm, chứ không phải dễ gì có con người này. Những con người này mà họ thực sự liễu sanh thoát tử, họ hiểu được cái nguyên lý là cái thân này là giả, tất cả nạn đó cũng là giả không thiệt, mình trả là nó hết thôi, nó thiệt nó phải ở bên cạnh mình hoài, thì họ buông vạn duyên, họ niệm thọ Phật đó. Thì tổ sư Ấn Quang nói tìm cái hạng căn cơ này rất hiếm, rất ít, không dễ gì tìm. Nhưng mà cái hạng mà họ gặp, họ run sợ, họ cầu cho vượt qua cái nạn đó thì cái số lượng người này nhiều. Mà bản chất con người ai cũng có cái điều này, ham sống sợ chết. Thì cái sự mà cứu rỗi cấp kỳ để vượt qua cái chứng nạn đó thì tổ sư Ấn Quang nói Bồ Tát Quan Thế Âm là đệ nhất. Cho nên ra cái việc mà tổ sư Ấn Quang dạy cho những người tu tịnh độ đó thì phải áp dụng cái phương pháp của Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này dùng hai cái phương cách của hai vị Bồ Tát này để mình hành trì pháp môn tịnh độ thì tuyệt. Dùng sao? Nhiều lúc mấy anh em huynh đệ đọc văn sao mà mình không có chiêm nghiệm, với hai nữa không có thường xuyên nghe vì công việc Phật sự, rồi cái duyên của mình cũng chưa có sâu dày với bộ văn sao, nhiều lúc mình không có nhớ nổi, mà khi Giác Nhàn nhắc là nhiều người nhớ. Cũng như có cái cô mà ở bên Tuốt Buôn Hồ, cô Lượng đó, cô nói hàng ngày mỗi buổi sáng là con chờ để con nghe, con làm thợ may, nhưng mà cái việc mà bữa nay thu nhập điều kiện kinh tế cũng khó khăn, con cố gắng tích góp một tháng, con cúng 500.000, 1.000.000, con có nhiêu con cúng bấy nhiêu, mong sư phụ hoan hỷ. Chúng tôi thực sự buổi sáng nói chuyện để cho mọi người cảm được cái pháp của tổ sư hướng dẫn, của tổ sư Ấn Quang để mà hướng dẫn trợ duyên cho mình để liễu sanh thoát tử là chính thôi. Còn cái việc mà trong cuộc sống lúc này lúc nọ rồi chúng đông rồi không ai cúng, cái chuyện đó chúng ta không có để tâm và đặt nặng chuyện này. Cho nên ra không phải là cái việc mà trên chùa đóng cửa không có ai đến nữa, mà chúng tôi phải giảng để mong mọi người để mà cúng dường. Thực sự thì chúng tôi thấy cái việc mà dịch bệnh nó đến làm cho nhiều con người run sợ quá đi. Cho nên chúng tôi tuy rằng bận biểu nhiều cái công việc ở dưới này, sắp xếp đủ thứ, đủ việc hết, nhưng mà chúng tôi cũng dành cái thời gian để công phu, để mà nghiên cứu, để mà giảng, để cho mọi người thấu rõ được cái phương pháp để mình an tâm. Cho nên thành ra là cái việc hôm nay chúng tôi thực sự mà nói đó thì muốn nói đến cái pháp môn tịnh độ, nhưng mà cần phải có nhiều cái trợ hạnh. Ví dụ như mình niệm Phật, như Ấn Tổ ngài dạy thêm phải trì thần chú đại bi, niệm Quan Âm, và mình phải chỉnh đốn lại cái gia đình của mình, đó là giáo dục gia đình. Bên cạnh đó mình phải bảo dính dưỡng cái thân thể cho khỏe mạnh bằng cách bớt ham muốn về tài sắc danh thực thì. Những cái này là những cái tinh yếu cốt tủy trong văn sao chúng tôi rút ra. Chứ quý thầy quý chú một số Phật tử nói sao không có chuyên giảng sâu về tịnh độ, thích nghe tịnh độ không, không thích nghe chuyện khác, thì mình là thượng căn thượng trí thì có thể làm cái điều này được. Nhưng mà cái đó là cái thích một thời gian rồi chán cho coi. Cái người tu là họ tùy thuận lắm, họ tùy thuận tùy theo cái pháp nào vị thầy đưa rồi tổ dạy, họ hành trì để có cái kết quả. Khi gặp những chướng ngại họ sẽ giúp đỡ cho người khác. Ví dụ Ấn Tổ ngài nói là cái pháp môn niệm Phật và trì đại bi đó thì để tự lợi lợi tha. Ngài niệm Phật là để liễu sanh thoát tử là tự lợi, và đem cái pháp môn niệm Phật đó chỉ cho người khác là lợi tha. Rồi ngài trì thần chú đại bi vô gạo gọi là gì?
đại bi phạn, vô nước gọi là đại bi thủy. Cho nên đại chúng nhớ làm sao mỗi buổi sáng công phu, dầu có bằng Phật hay không có bằng Phật, lưu ý nhớ để một chai nước đó và lấy chai nước đó uống nửa chai, hoặc là mình uống một phần của chai, mình còn cái chai nước đó hôm đó mình mang đi theo bên cạnh. Thường uống nước cho cái cổ họng nó không có khô. Mà cái nước đại bi mà mình trì thần chú, mình niệm Phật mà mình lễ Phật thì cái công hiệu nó bất khả tư nghị lắm. Gạo mà gạo nấu thành cơm rồi mà để trong một cái gian phòng đó mà để những cái chữ, để những bài nhạc: tao đánh mày, tao giết mày, tao không thương mày đâu, mày là đồ ngu, đồ dại, si dại, viết mấy cái chữ để đó với mở những bài nhạc buồn, cái cơm nó hôi thối trước, nó thiêu trước. Còn cái tô cơm mà để tao yêu mày lắm, tao thương mày lắm, mở những bản nhạc vui á, tô cơm nó không có thiêu. Bữa có người người ta làm cái biểu pháp này, họ chứng minh cái điều này, họ gửi cho chúng tôi thấy là hợp lý. Nếu mà hàng ngày mà trì thần chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, thường xuyên lấy nước đó uống vô, thì cái nước trong cơ thể mình và cái cơ địa của mình, về xương, những cái sớ thịt, toàn thân thể mình thì nó rất là mỹ lệ. Mỹ lệ tức là nó đẹp, nó trang nghiêm, thanh tịnh. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi, trong phòng ốc mình bắt đầu là nó thấy nó gọn gàng, nhìn thấy nó trang hoàng, nó vô nó thích thú lắm. Còn cái tâm mình nó không có thanh tịnh, mình về cái nhà như địa ngục, thấy nó khó chịu vô cùng, muốn ra đi liền, không muốn ở trong trong nhà, trong phòng. Rồi cái cảnh xung quanh mình bắt đầu nó thay đổi, cảnh do tâm tâm chuyển. Tâm thanh tịnh thì chuyển cảm thanh, cảnh thanh tịnh, mà tâm ô uế thì cảnh nó rất sợ, bắt đầu nó ô uế. Cho nên này, cái cách tu của Tổ sư Hồng Quang hướng dẫn cho tất cả hành giả tu tịnh độ là lấy cái pháp nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Âm, phối hợp vô với cái phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí là điều nhiếp sáu căn tịnh niệm tinh kế. Nên chúng tôi phân tích cái chỗ này chút. Bồ Tát Quan Âm tu tánh nghe và nghe lại tự tánh nghe của mình, không chạy ra rong ruổi nghe cái bị nghe bên ngoài thinh trầm. Và nghe như vậy ngài chứng đắc được cái nhĩ căn viên thông, và tai ngài có thể nghe khắp hết 10 phương pháp giới. 10 phương pháp giới từ cảnh giới Phật đến cảnh giới địa ngục ngài đều nghe hết. Nhưng mà lý do gì chúng sanh niệm danh hiệu ngài thì có những người được cứu mà có những người không được cứu, có những người thoát nạn thoát khổ mà có những người không được thoát nạn không được thoát khổ, là lý do gì? Chỗ này quan trọng là do tâm người này còn nghi, tâm người này chưa có trọn vẹn được tính tâm với Bồ Tát Quan Âm, và tâm người này chưa được nhất tâm, cho nên chưa cảm được Bồ Tát Quan Âm bên ngoài vào. Chứ không phải Bồ Tát Quan Âm phân biệt kiểu, ồ ông xấu quá, ông ác quá, ông không phải đạo Phật, bà không phải là người tôi thích. Thì nếu mà như vậy thì không có thể nào chứng đắc được viên thông. Viên thông tức là cái pháp này đã bình đẳng tuyệt đối, cho nên vì là viên thông. Mà đã là bình đẳng rồi thì đâu có phân biệt trong đó là người tốt, người xấu, người đẹp, người người xấu, rồi người thông minh, người giàu có, người trong đạo Phật, không phải trong đạo Phật. Không có cái tâm niệm này, Bồ Tát không có tâm niệm này. Nhưng mình chưa nhất tâm, chưa đủ tính tâm, tâm còn sanh nghi, và miệng mình niệm cầu Bồ Tát, nhưng mà mình có ý niệm muốn làm điều trái nghịch với cái nhân quả tốt, mà muốn cầu ngài để mình làm những thực thi những cái điều xấu ác, thì chắc chắn là không có cái sự gia trì. Dẫu cho không có cái ý niệm xấu ác khi mình niệm danh hiệu ngài, nhưng mà tâm mình vẫn chưa thanh tịnh tuyệt đối, chưa tha thiết, chưa có một lòng một dạ, niệm mà còn nghi ngờ thì không được Bồ Tát cảm ứng thôi. Cho nên ra Bồ Tát Quan Thế Âm là có thực sự một vị Bồ Tát tu hành thành Phật. Xưa kia cũng là một chúng sanh như chúng ta, nhưng ngài do tu cái nhĩ căn viên thông, cái pháp này mà ngài chứng đắc được vị Bồ Tát. Mà chứng đắc được không những gì, nhĩ căn là lỗ tai có thể nghe hết khắp 10 phương thế giới, bình đẳng tuyệt đối, mà ngài được cái pháp gọi là lục căn hỏi dụng. Lục căn hỏi dụng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tương tương tự
tương hỗ lẫn nhau, và tai có thể làm việc như là con mắt, tai có thể thấy, tai có thể ngửi, mũi có thể là nghe. Thì sáu căn này nó tương đồng, nó hỗ dụng với nhau, nó lưu xuất từ cái trong tâm thanh tịnh của Ngài. Cho nên thành ra chúng sanh đau khổ, Ngài liền dùng thần lực để nhiếp độ, dùng 32 ứng hóa thân, 500 danh hiệu là 500 ứng hóa thân, 100.000 ứng hóa thân. Đến khi tổ nói là cái người đó đang chết đuối, Ngài dùng hóa thân thành một cái bè cho người đó bám vô. Rồi người đó đi qua, thay vì cái cầu nó đang chuẩn bị sụp gãy rồi, Ngài hóa thân để mà giúp cho cái cầu này nó đứng dậy, không bị sụp gãy để đi qua. Và dùng hóa thân núi, sông, rừng, cây, tàu, bè, thuyền, đủ thứ loại ứng thân luôn. Chẳng phải 32 ứng thân, từ cái thân địa ngục, chấp kim can, cần đến khăn Bồ Tát, Phật đồ đâu. Nhìn dùng tất cả ứng hóa thân. Thì cái người mà tu theo phương pháp của Bồ Tát Quan Âm, đó là nghe lại tự tánh nghe. Nhưng mà bây giờ mình nghe lại tự tánh nghe, tu cái pháp dĩ căn viên thông như Ngài, thì cái chuyện này khó vô cùng, khó lắm. Mà mình nghe qua cái pháp của Ngài, nghe qua cái quả giác của Ngài, tu đã thành rồi. Cái quả giác đó là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy mình hôm nay tu cái pháp của Bồ Tát Quán Âm, đó là nghe lại danh hiệu Quán Âm, nghe lại danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe lại thần chú Đại Bi, thì dễ thâm nhập và chứng vào cái thể tánh và chứng tánh nghe, hơn là tự nghe trực tiếp vào trong tánh nghe. Tự nghe trực tiếp vào trong tánh nghe, đó là người ta tu thiền đó. Người tu về cái pháp là nghe lại tự tánh nghe của mình, trở về với tánh nghe đó, thì cái chuyện này nó khó, không phải dễ làm. Nhưng hôm nay mình mượn cái pháp của Ngài, đó là danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Nghe làm sao mà để sáu căn này nó thuần thiện thuần tịnh. Nghe làm sao để sáu căn này nó thuần thiện và thuần tịnh, thì người hành giả tu tịnh độ này phải dùng thêm cái pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là điều nhiếp sáu căn. Mũi của mình hít vô, mình cũng cảm giác là mình đang hít một hơi thở có Bồ Tát Quan Âm trong đó. Miệng mình niệm ra một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tai mình nghe, mắt của mình thấy những chuyện thanh tịnh và không muốn thấy những chuyện ô uế, thân của mình cũng đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Gần như là sáu căn nó đều nhiếp vào trong cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hết. Thì Bồ Tát Đại Thế Chí và Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà, đó là hai cái biểu pháp mà hành giả tu tịnh độ nên áp dụng vào thì sẽ có hiệu quả. Ngoài cái chuyện mà hiệu quả để mình phục được phiền não, mà lại có thêm cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí gia trì của mình. Thần lực nếu mà hiện tại bây giờ mà gọi rằng là mình được ngầm ứng đi. Ngầm ứng tức là mình không có thấy rõ Ngài trong mộng, hoặc là trong thực tế Ngài cho thuốc mình uống khi mình bị bệnh, hoặc giả là mình gặp những cái chướng ngại, Ngài hiện những cái hiển ứng để giúp cho mình đó. Nhưng mà Ngài cũng có ngầm ứng trong đó. Và đến lúc nào là hiển ứng? Cái lúc thọ mạng hết rồi, Đại Thế Chí Bồ Tát cầm đài vàng xuống, Bồ Tát Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu của mình, Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ mình. Nếu mà người nào cứ nghĩ điều này, lấy điều này làm niềm vui và tha thiết để mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mà dùng cái cách là Ấn Tổ hay nhất trong văn sao, đó là điều nhiếp sáu căn. Mắt của mình là phủ xuống, không có nhìn tán loạn. Và lúc niệm Phật, hai đôi mi là đôi mắt của mình phủ xuống, hí lại còn 1/3, đừng có nhắm luôn, dễ bị hôn trầm và những cảnh giới trong tư tưởng sẽ làm cho mình dễ lạc vào cảnh ma. Còn mở mắt luôn thì căn mình không được nhiếp nhãn căn. Cho nên Ấn Tổ Ngài quan trọng vào cái chỗ mà điều nhiếp sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Thì dùng cái cách này thì Ngài tán thán Ngài Đại Thế Chí. Cho nên Ấn Tổ Ngài thường chép tay, cái bút tích của Ngài bây giờ còn cái chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương mà tự tay Ngài chép ra, và thường chép ra để mọi người biết rằng là Ngài làm cái biểu pháp này, Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Và Ngài chứng đắc được cái chuyện tu hành từ nơi cái việc là điều nhiếp sáu căn.
Nên cái việc mà điều nhiếp sáu căn là người mà ít đi ra bên ngoài thì người này rất dễ điều nhiếp sáu căn. Còn người thích đi tham quan cảnh này cảnh nọ, suối này suối nọ, thác này thác nọ, rồi tham quan nhiều cái cảnh đẹp, thì người này thích rong ruổi bên ngoài thì không phải là điều nhiếp sáu căn. Mà người thường xuyên họ thích ở trong nhà, họ thích quanh quẩn ở trong cái khung cảnh của họ, và họ an định trong đó, trong cái pháp tu của họ, thì người này rất dễ điều nhiếp sáu căn. Cho đến cái lúc mà chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện là ở tại Linh Nham, mà có các vị pháp sư khi đến thì Hòa Thượng Chân Đạt có thỉnh ý của Ấn Tổ là có những vị pháp sư này đến tu tịnh độ rất là đắc lực, đến họ tham quan không phải là giảng mà họ chỉ chia sẻ, thì Ấn Tổ đồng ý. Thì khi mà cái vị pháp sư đó, Huy Hòa Thượng đó ở bên ngoài đạo tràng giảng, ngài cũng không muốn ra ngoài, ngài chỉ đục cái lỗ, cái lỗ bằng như cái ngón tay ngón chân cái vừa thôi, rồi ngài lấy cái lỗ tai ngài để ra ngoài đó, ngài nghe coi thử cái vị đó nói gì, không nhìn á, không nhìn mặt mũi gì đó, để cái lỗ tai ra nghe thử cái vị đó nói làm sao, có đúng với pháp môn tịnh độ và cái sở chứng đến đâu, rồi có nên về sau có cho vị đó nói nữa hay không, đục cái lỗ để mà nghe cho không ra tiếp nữa. Cái việc mà đóng cửa chẳng tiếp ai đó là cái việc cơ hội lớn nhất để điều nhiếp sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được nhiếp hết. Nhưng mà thường của mình nói thôi, mình chỉ niệm trong tâm được rồi, còn mình đi ta bà ha, đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi làm việc này việc nọ, rồi đi rong rêu bên ngoài đâu có sao đâu, miễn sao tâm mình thanh tịnh được rồi. Ấn Tổ ngài không chấp nhận cái chuyện tu như vậy đâu. Ngài nói mình là phàm phu, mà để giữ được cái ý mà khi nhìn không loạn thì người này phải là thượng căn, là Bồ Tát. Chứ còn phàm phu mà nhìn mà kêu tâm vẫn thanh tịnh thì cái chuyện này không có. Chỗ này quan trọng nha. Nói nghe. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, đẹp nó thấy là đẹp, nó quyến luyến. Xấu nó thấy là xấu, nó chê bai. Tai mình là nhĩ căn tiếp xúc với thinh trần, nghe tiếng hay mà không có đắm đuối thì cái chuyện này chỉ có chứng A-la-hán thì được. Chứ còn mà phàm phu mà nghe tiếng hay mà không có đắm đuối thì cái chuyện này không bao giờ có. Cho nên Phật mới cấm, cấm mà cấm này là đến nỗi mà cấm phòng ngừa luôn, cho nói cái giới này cho các vị A-la-hán luôn đó, chứ không phải là cho các vị Sa-di đâu. Cấm xem nghe múa hát đờn kèn uống tiệc yến tiệc đông vui. Một số quý thầy quý Phật tử rồi kêu thôi lâu lâu xả chết mình nghe nhạc đồn tí cho thoải mái. Lúc đó là nhĩ căn mình bắt đầu tán loạn rồi. Nhạc đời rồi hết nhạc đời đến nhạc này nhạc nọ, rồi tổ chức nhiều cái đại nhạc hội để cho ca sĩ đến hát. Nếu mà mình mà kêu là giữ đúng giới luật của Phật thì không xem nghe múa hát, không khuyến khích người múa hát thì nó mới là đúng, đúng không? Cho nên thành ra là cái việc mà nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn mà tiếp xúc với hương trần, thinh trần, sắc trần mà không có nhiễm thì mình đã chứng A-la-hán rồi, đoạn được tham dục rồi, đoạn được sân khỏe rồi, đoạn được si mê rồi, đoạn được ngã mạn, đoạn được nghi ngờ rồi. Ngũ độn sử người ta đã đoạn sạch hết rồi, thì người này đã chứng A-la-hán rồi thì người ta có thể thành tựu được. Nên thành ra là cái việc mà bọn phàm phu chúng ta mà không dùng cái cách đó là nghe lại câu Phật hiệu, miệng niệm cho rõ ràng từng chữ từng câu, tai nghe cho rõ ràng từng cử từng chữ từng câu, ý mình bắt kịp danh hiệu mình niệm cho rõ ràng từng chữ từng câu, điều phục như vậy sáu căn, và không phải một ngày một buổi. Mà người nào giỏi tinh tấn thì phải 10 năm, còn không phải suốt đời. Dùng cái cách của Bồ Tát Đại Thế Chí là điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Đó, đó là cái cách mà hôm nay chúng tôi thấy những cái điều mà trong Văn Sao Ấn Tổ nói nó quan trọng, chúng tôi xin chia sẻ để quý vị khi nhớ để mà lưu tâm lại. Còn cái việc mà Tổ sư Ấn Quang ngài khuyên mọi hành giả nên niệm danh hiệu Quan Âm để mà có được một cái tâm lực không sợ hãi thì ngài có dạy khai thị ở trong văn sao.
Quan Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quang. Ngài ở bên cảnh thường tịch quang tịnh độ và thật báo vô chướng ngại độ, Ngài không có rời khỏi cái cảnh này, nhưng mà hóa thân của Ngài thì đi trăm ngàn muôn ức cõi. Hay ngay chỗ này, có những cái chân tâm diệu dụng của thể tánh đúng là bất khả tư nghì. Ngài vẫn trụ trong tịch quang mà vẫn hóa thân đi khắp muôn ngàn cảnh giới. Kinh khủng không? Mình cũng có thể làm được điều này, mà điều do mình trái trần hợp giác, quay lại với cái giác. Mình do quay lại với cái giác hợp trần, gọi là trái giác hợp trần là phàm phu chúng ta, còn trái trần hợp giác đó là Bồ Tát. Ngài thường quay lại với những cái trần lao phiền não, những cái trần cảnh bên ngoài, quay về lại với cái giác tánh, cho nên Ngài có cái diệu dụng thường trụ trên thường tịch quang ở bên Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà vẫn phân thân vô số trong muôn ngàn cảnh giới, muôn ngàn loại hóa thân khác nhau. Còn mình đây đi trái lại với Ngài, là quay ra theo phiền não vọng tưởng, quay ra với trần lao và xa lìa với giác tánh, cho nên thành ra mình mất hết tất cả những cái khả năng trong tánh đức mình có, nên thành ra mình làm phàm phu thôi. Hôm nay mình biết rồi, bắt đầu mình quay trở lại bằng cách niệm danh hiệu Ngài, từ từ nó sẽ trở lại cái tánh giác. Hiện thân Bồ Tát lại còn ứng khắp muôn cơ, hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 món vô ý thí, là đem cho chúng sanh 14 món không sợ hãi. Cứ đến ngày chúng tôi giảng về Bồ Tát Quan Âm là nói đến 14 món vô ý thí và 4 món vô tác diệu lực, chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh và độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ, tuy chọn chẳng có tính nghĩ, nhưng chẳng có sai sót một mảy may. Ấy là vì triệt trứng di tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết thảy chúng sanh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Trích trong Ấn Văn Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, bài ký về chuyện Quan Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn. Những cái câu này nói, đọc vô thấy nó sung sướng, hay, xuất sắc. Là chúng mà thường đọc sách của tổ, đọc lời kinh, khi mình đọc đến rồi những cái câu này tự nhiên mình cảm xúc. 32 ứng hóa thân thì trong phẩm phổ môn quý vị thường nghe rồi, nhưng mà 14 món vô ý và 4 món vô tác diệu lực quý vị ít nghe đúng không? Hôm nay chúng ta nói đến cái 14 món vô ý này. Bồ Tát Quan Âm là thí vô ý giả, là một trong những thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vô ý có nghĩa là không sợ. Thí vô ý giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi, không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn bất động trước mọi biến động của cuộc sống chính là mẹ hiền Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. 14 món vô ý của Bồ Tát Quán Thế Âm là: 1. Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não. 2. Giúp chúng sanh không bị lửa dữ thiêu đốt. 3. Giúp chúng sanh không bị nước lớn nhận chìm. 4. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại. 5. Giúp chúng sanh thoát khỏi đau trượng. 6. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ ác thần trông thấy. 7. Giúp chúng sanh thoát khỏi gông cùng xiềng xích. 8. Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp. 9. Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục. 10. Giúp chúng sanh xa lìa nóng giận. 11. Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám. 12. Giúp chúng sanh cầu được con trai. 13. Giúp chúng sanh cầu được con gái. 14. Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm được lợi ích vô lượng vô biên. Đó là 14 món vô ý và 4 món vô tác diệu lực. Chúng tôi đọc xong rồi sẽ từ từ giảng từng món này. 4 món
Vô Tát Diệu Lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, Năng Trì Vô Sở Ý, Bồ Tát lắng nghe ghi nhớ tất cả các pháp không bao giờ quên mất, do đó lúc ở giữa đại chúng thuyết pháp không có gì sợ hãi, là món vô ý, Vô Tát Diệu Lực. Thứ nhất. Thứ hai, Tri Căn Vô Sở Ý, Bồ Tát biến tất cả căn cơ, trình độ thông minh hoặc ngu tối của chúng sanh tùy theo đối tượng mà thuyết pháp không hề sợ hãi. Ba, Quyết Nghi Vô Sở Ý, Bồ Tát giải quyết tất cả mọi nghi ngờ của chúng sanh đúng như pháp mà trả lời, không có gì sợ hãi. 4. Đáp Báo Vô Sở Ý, tất cả những câu hỏi của chúng sanh Bồ Tát đúng như pháp trả lời tự tại, không có gì sợ hãi. Đó là bốn món Vô Tát Diệu Lực Bất Khả Tư Nghị Bồ Tát Quán Thế Âm. Tất cả những cái vô ý mà 14 món vô ý và 14 món Vô Tát Diệu Lực này, tất cả thể tánh chúng sanh đều đủ hết. Mà để mà tu mà khai thác được thì phải mất cái thời gian dụng công khá nhiều. Và mất cái thời gian đó phải là ba đại A Tăng Kỳ Kiếp rất là lâu dài. Nhưng cái việc mà Bồ Tát Quán Thế Âm khi người niệm danh hiệu Ngài, trong danh hiệu Ngài chứa 14 món vô ý. Ví dụ như người đó, người ta đang bị cách ly do dịch bệnh Covid-19, người ta nói không biết 14 ngày nữa mình ra sao đây, có dương tính hay không. Nếu mà cái độ lạnh trong cơ thể mình nó tương đồng với cái con virus, và cái tần số của mình, tức là cái tâm thức dao động của mình nó run sợ, và cái năng lượng run sợ của tâm thức mình nó chỉ có 115. Như hôm bữa một cái vị giáo sư tiến sĩ ông nói cái tần số và cái tâm thức và cái tìm kiếm của con virus này, nó tìm cái người phải tương đồng với nó, tương đồng cơ địa với nó thì nó mới vào được. Lúc đó mình bèn quay trở lại niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, trong người của mình bắt đầu không còn sợ hãi, trong người của mình nó ấm lên, và bắt đầu cái tần số của mình nó khởi lòng từ, bắt đầu là nó nâng cao cái tần số, cái cảnh giới và cái tâm thức và phước báu vân vân, và 14 món vô ý thí trong danh hiệu Bồ Tát Quán Âm bắt đầu vào trong con người của mình. Lúc đó bắt đầu mình bình tĩnh trở lại, không hoảng hốt run sợ. Rồi từ từ bắt đầu là gì? Đợi đến 14 ngày không có chuyện gì hết. Nếu ai mà cũng niệm danh hiệu như vậy thì vượt qua hết. Đi, cái chuyện này có rõ ràng. Cái lúc mà ở tỉnh Thiểm Tây của bên Trung Quốc, mà là cái quê nhà của Tổ sư Ấn Quang, đó là đang bị dịch bệnh chết quá chừng, Ngài khuyên một người đệ tử của Ngài nên niệm danh hiệu Quan Âm và chỉ cho mọi người trong làng đó niệm. Thì chỗ nào niệm là chỗ đó yên bình, cả cái khu đó an ổn, không có bị người chết. Đang dịch bệnh chết mà họ niệm vượt qua được hết. Cái việc này không phải là mê tín dị đoan. Và có nhiều người nói là trong tâm mình có cái tánh nghe, có Bồ Tát Quan Âm, thì cần gì Bồ Tát Quan Âm bên ngoài. Thì người này chưa có hiểu được sự lý viên dung. Lý dĩ nhiên là có tánh nghe, có Bồ Tát Quan Âm trong tâm mình. Còn sự là phải có Bồ Tát Quan Âm, có 32 ứng hóa thân và 14 món vô ý thí và 4 món Vô Tát Diệu Lực Bất Khả Tư Nghị có rõ ràng. Có Bồ Tát Quan Âm bên ngoài chúng ta rõ ràng, và Ngài có cái thần lực để mà phát nguyện cứu độ chúng sanh. Có chứ. Cũng như mẹ của mình là người mà muốn có con, phát nguyện có con và có đứa con để nuôi, do khởi cái ý niệm này lên thì có con người đi vào đó để tương đồng với nhau và sanh ra đứa con, là sanh ra mình, đúng không? Đó là bọn phàm phu chúng ta, là người mà coi như là phước đức rồi, thần thông trí tuệ dở ẹt á, rồi còn làm được cái chuyện này mà, thấy không? Là cái chuyện mà để mà sanh ra một đứa con, rồi muốn có thêm một đứa con nữa. Nhưng mà cái đứa con mà muốn đó thêm nữa là con trai, mà cuối cùng không đủ phước đức nhân duyên, không cầu Ngài gia hộ, rồi cuối cùng nó ra đứa con gái. Nhà kêu nếu cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu gì được đó, là 14 món vô ý cho mình. Phàm phu chúng ta mà để mà sanh con đẻ cái cũng là một cái chuyện mà do tâm tưởng mình, rồi nó mới có được cái sự cảm ứng, sự thành lại chứ. Còn đối với Ngài là vị Bồ Tát mà thần thông diệu dụng bất khả tư nghì, mà không làm được cái chuyện cứu độ chúng sanh, thì Đức Phật Thích Ca nói cái điều này là sai sự thật, đúng không?
Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì làm sao mà nói sai sự thật được? Nếu mà sai sự thật thì làm gì Ngài có được một cái tướng lưỡi rộng dài và cái lưỡi của Ngài le ra liếm lên đụng ở trên mí tóc được? Luôn luôn Ngài nói đều là sự thật. Mà sự thật này không chỉ nói là lý, là có Bồ Tát Quan Âm ở trong tâm mình là tánh nghe, mà Ngài nói sự thật về sự là có Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài, có 32 ứng hóa thân, rồi có 14 món vô ý và 4 món vô tác diệu lực. Điều Bồ Tát Quan Âm đã thành tựu cái chuyện này. Cho nên Ngài đang ở bên tịch quan, mà là thường tịch quan tịnh độ, ở bên tứ độ mà độ cao nhất, ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thì cái món vô ý thứ nhất là giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não. Trong cái khổ não đó thì chỉ có cái bệnh là khổ dây dưa làm con người điêu đứng nhất. Ví dụ khổ về mất của đi, thì mình có thể mình làm ăn mình tìm lại được, đúng không? Khổ về mất chồng, không mất vợ thì có người ta không thích người này thì tìm người khác, mất thì thôi, chết thì họ đi tìm người khác. Còn không thì họ thấy con là nợ chồng vợ là oan gia, nếu mà không biết tu là thành oan gia. Còn biết tu là thành con đỏ, nếu mà biết tu biết chuyển oan gia là thành con đỏ, mà không biết tu thì tay chân cũng trở thành oan gia luôn. Tay chân cũng làm hại lẫn nhau luôn. Trong một cơ địa mình, cơ thể mình mà không biết tu là tay chân cũng trở thành oan gia. Ấn Tổ dạy như vậy. Thì giờ mình biết rằng là cái chuyện chồng mất thì thôi, mình ở như vậy mình tu không phải lo. Còn ai có thích nữa họ đi kiếm người khác bình thường. Mất của, mất tiền, mất chồng, mất nhà, mất gì gì đi nữa không có khổ bằng bệnh và chuẩn bị mất cái thân. Mất cái thân là nó nguy hại và người ta sợ hãi nhất. Nhưng mà người mà khổ não mất gì cái thân này chuẩn bị mất, mà họ run sợ, họ không biết niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ thành tâm họ niệm Bồ Tát Quan Âm, thì cái ý niệm mà sợ đó bắt đầu nó nhẹ lần và nó nhường chỗ cho cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này rõ ràng. Trong tư tưởng mình mạnh được yếu thua, mà ý niệm niệm Quan Âm và niệm thiện mạnh thì bắt buộc cái ý niệm ác và ý niệm sợ hãi nó phải đẩy lùi thôi. Ví dụ trong giấc mộng, bữa nào mà cái tâm mình nó yếu ớt, mình bị người ta dí mình chạy, mình thở hùng hồ, mình thở hịch hục quá trời mệt luôn, người ta dí mình chạy, thì trong tâm thức mình có hai cái tư tưởng, một tư tưởng ác mạnh hơn cho nên nó dí mình chạy, mình chịu không nổi, mình mệt, và nhiều lúc họ đâm mình một cái thấy mình ngã lăn ra mình chết, cái mình tỉnh dậy. Thì cái ý niệm ác nó quá mạnh đi, và ý niệm thiện và ý niệm không sợ hãi nó yếu hơn, thì cái ý niệm mạnh nó lấn áp mình. Nhưng mà nhiều người họ biết rồi, họ niệm Phật, ý niệm Phật mạnh hơn, họ đứng lại họ niệm câu A Di Đà Phật, cái là cái người ác người ta lui liền. Thì ý niệm ác trong tư tưởng lui liền. Cái điều này ai cũng chứng nhận được cái chuyện này, đúng không? Thì ở trong tâm thức cũng như ở bên ngoài, nếu mà người ác đến giết mình mà tâm mình bình lặng, giống như nãy câu chuyện của Ấn Tổ nói là có một vị đó đến cúi đầu chào ông lính Nhật. Ông lính Nhật ông không thích chào kiểu đó, ông lấy cái gươm ông rút ra, ông xả từ trên đầu xả xuống, mà trong tâm ông đó khi cúi đầu chào là niệm Quan Âm. Mà bên Nhật là thường họ gặp nhau họ hay cúi đầu họ chào, cái lịch sự của họ thấy nó. Còn bên Thái Lan là chắp tay lại cúi đầu, bên Nhật là họ cúi đầu họ chào. Thì ông lính Nhật này ông không có thích, ông lấy con dao cái gươm ông chém từ trên chém xuống, thì ở trong ông tâm ông này đang niệm Quan Âm, thì Bồ Tát Quan Âm liền gia trì gia hộ, cái gươm nó chẻ qua một bên tọt cái da đầu chảy máu. Chứ còn không niệm Quan Âm và không có lực sức Bồ Tát gia trì thì cái sức ông này làm sao mà chống lại ông lính Nhật, là cái đầu đã vỡ làm hai mảnh rồi, xương đã đừng một cái đầu nó là tọt làm hai ra rồi, coi như là não theo não mà xương theo xương mà thịt theo thịt, ông chẻ đứt làm đôi rồi. Thì lúc đó ông mới thấy được cái sự linh nghiệm, mà cái lúc mà chào lính Nhật không hiểu là họ có ghét hay họ thương, cứ niệm Quan Âm đi, vậy mà thoát được cái nạn chẻ làm hai cái đầu ra. Thấy không? Cái chuyện này cái người mà khi đọc văn sao họ cảm được, họ giữ được cái ý niệm này, thì khi đụng chuyện là họ lấy bủ bối này là họ xài liền. Thì cái chuyện mà khổ não về cái chuyện sanh, chuyện già, bệnh và chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ và ngủ ấm xíu thành khổ, thì sang hèn giàu nghèo, ngu đần thông minh, không ai thoát khỏi ra tám cái khổ này. Mà nếu tám cái khổ này nếu mà chịu niệm Bồ Tát Quan Âm thì hết. Còn nếu mà khổ nó đến mà lấy tiền lấy bạc cầu cứu ngoài Bồ Tát Quan Âm, Phật Di Đà,
những vị mà có khả năng để giúp mình cái khổ có phát đại nguyện rồi đó, thì mình có cầu gì gì đi nữa, dẫu cho nó có được qua thì qua nhất thời rồi cũng khổ lại. Mà khi mà còn ngài mà gia trì mà vượt qua được rồi thì thôi, nó hết dài dài, hết lâu luôn. Cho nên ra là ngài chuyên để cứu khổ chúng sanh. Mà có nhiều chúng sanh họ khổ, họ không có biết cái chuyện để mà thoát khỏi cái gốc khổ là ngũ trược ác thế này, ngũ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Họ về Tây Phương Cực Lạc mà họ chỉ mong cho thoát khổ liền thôi, họ không biết niệm Phật, thì cái chuyện mà niệm Quan Âm Bồ Tát là nhanh nhất thôi. Cho nên Tổ sư Ấn Quang, chúng tôi đọc tới đọc lui, đọc rất nhiều lần, và ngài nói rằng là người niệm Phật 1.000 câu là phải 500 câu Bồ Tát Quan Âm, 10.000 câu Phật hiệu là 5.000 câu Bồ Tát Quan Âm. Cứ như vậy mà lượng theo sức mình mà mình niệm. Quan trọng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm như thế. Thì Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ, ngài nói như thế nào mình làm như vậy là có hữu ích, khỏi cần phải suy nghĩ tính toán theo cái kiểu phàm phu mình. Cái ồ, mình niệm Phật niệm chưa nhất tâm, mình niệm Phật mà chưa có định, mình niệm Quan Âm nó bị tán tâm, rồi đủ kiểu cái phàm phu mình nói. Cái đó là mình chỉ có dụng công bằng cái cách tự lực, không có dụng công theo cái hướng để cầu tha lực. Mà cái mục tiêu của người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi là phải nghĩ đến cái chuyện có tha lực của Bồ Tát, của Phật gia hộ. Chứ còn dùng cái tâm lực mình mà niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi mà để mà chỉ chầm hâm một việc để mà phục được phiền não, đè được phiền não, chuyển được phiền não, mà không nghĩ đến cái chuyện Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực đó, thì người này chỉ lấy được có một nửa cái công hiệu của danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Chỗ này quan trọng. Nhiều người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, mục đích họ là cứ để ngăn trừ vọng tưởng, chứ không có nghĩ đến cái chuyện cầu Phật lực gia trì. Ấn Tổ thì kêu cái Phật lực gia trì quan trọng. Tha lực và tự lực. Nếu dùng tự lực mà tu cái pháp này, không nghĩ đến tha lực, có Bồ Tát gia trì, có Phật gia trì, thì mình chỉ lấy được một nửa cái công hiệu lực của cái pháp lực này thôi. Còn người niệm mà thấy có Bồ Tát Quan Âm gia trì cho mình rõ ràng, tin tưởng tuyệt đối, thì người này hưởng được một trọn vẹn 10 phần hay gọi 100 phần trong cái công đức của pháp lực này. Cái chỗ này quan trọng. Mà cái người mà thường nghĩ đến rằng mình niệm Phật, có Bồ Tát, có Phật gia trì thực sự cho mình, thì cái chuyện này người này rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Dầu cho họ có bệnh hoạn gì đi nữa, họ bệnh đến đâu đi nữa, họ nghĩ rằng trước sau gì cũng có Bồ Tát giúp ơi. Rồi ngài, người ta nghĩ rằng thôi chắc Phật Bồ Tát để cho mình đang trả cái nghiệp này, trước sau gì ngài cũng gia trì cho mình thôi. Cũng giống như là mình ngoài cái công việc mình làm ăn, mình làm ăn thua lỗ rồi, cứ đâm đầu làm hoài, hoặc làm ăn thành công gì đi nữa cứ đâm đầu làm hoài. Nhưng mà mình nghĩ đến là cha mình, mẹ mình, hoặc cái người nào bên ngoài mình đã có khả năng giúp cho mình có thể làm ăn tốt hơn, hoặc có thể giúp cho mình vượt ra những cái hoạn nạn này, thì mình cầu đến một con người đó để người ta giúp cho mình, thì mình sẽ nhẹ khỏe hơn nhiều lắm, đến hỏi ý kiến của họ vân vân. Đó. Cũng vậy, mình niệm Phật mình thấy mình thua với phiền não rồi, nó quá mạnh, nó quá lừng lẫy rồi, mình làm không lại rồi đó, thôi bây giờ Phật cứu con đi, chứ con thua rồi đó, con hết làm nổi rồi đó. Thì như vậy sao? Phật xuất hiện gia hộ cho mình bằng mọi cách. Cũng giống như là ngày Huyền Trang Pháp Sư, mà khi mà lúc gần mất rồi đó, ngài bị một căn bệnh quá nặng luôn. Thì ngài nghi ngờ liền, không biết kinh của mình thỉnh từ Tây Trúc là bên Ấn Độ về, mình dịch có sai không? Chắc là mình dịch sai cho nên mình bị cái quả báo, bây giờ mình phải bệnh. Thì vừa nghĩ như vậy là các vị Bồ Tát xuất hiện liền. Nói nè, ông đừng có nghĩ như vậy. Đây là cái quả báo của đời trước, thay vì ông phải trả rất là nặng. Nhưng đời này nhờ cái công đức ông dịch kinh, ông tu hành mà bây giờ báo nặng thành báo nhẹ. Một chút báo như vậy mà ông sanh ra nghi ngờ rồi, không được nghi ngờ như vậy. Bồ Tát xuất hiện nói liền, bắt đầu ngài mới an tâm. Cỡ như ngài Huyền Trang là một vị Pháp Sư lỗi lạc, mà tu hành mình thấy đâu phải đơn giản đâu. Mình đi thỉnh kinh mà mình đi lên tới tỉnh thất, mình đi bộ là mình le lưỡi hụt hơi rồi, không muốn đi rồi, phải đón xe buýt đi mà. Đâu có chịu khổ nổi đâu, ngồi đây mà khi nhiều lúc mệt ngủ lên ngủ xuống rồi chứ. Cho nên chúng tôi mới làm thêm cái chạy đường ở ngoài kia để cho ngồi nhìn lên cho đỡ ngủ nữa. Đó. Chứ con người mình cái căn trí hạ liệt như vậy đó,
Thì hỏi là khi bệnh khổ bị gặp khổ não là mình nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Phật cỡ nào, không tin Phật, không tin Pháp liền đúng không? Ngay ngày Hiền Trang Pháp Sư là một vị đâu phải bình thường đâu. Lòng dạ mà phải nói là cứng như kim cang, đi mà từ Trung Quốc mà qua tới Tây Trúc Ấn Độ mà thỉnh kinh về mà ai mà làm được chuyện này. Thế mà lúc là gần lâm chung mà bệnh khổ bắt đầu nghi ngờ. Nghi mình nghi Pháp, nghi mình dịch kinh Phật sai. Đó cũng là cái vô minh đó. Rồi cuối cùng gì? Bà vị Bồ Tát xuất hiện báo liền, không phải như vậy đâu. Đó, có mà, có Bồ Tát mà. Thấy không? Cho nên thành ra cái việc mà kêu mà Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thiên Thủ, rồi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Trí Văn Thù mà kêu không có, chỉ là danh xưng, không là chỉ biểu trưng cho tự tánh, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy không phải là chân thật ngữ, không phải là viên âm, không phải là phạm âm, không phải là hải triều âm. Mà Ngài nói như vậy là có các vị Bồ Tát này thật sự có. Mà hàng phàm phu chúng ta mình không có, có mắt mình không có thể thấy được, chứ đúng ra có chứ sao không có. Cũng như là Ngài Hư Văn, Ngài đi lạy Tam Bộ Nhất Bái để mà lên Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đại Trí Văn Thù, Ngài đi nửa chừng, Ngài mệt quá, khát nước, không còn lương thực đâu nữa hết, gục ngã dưới tại cái bãi sa mạc đó luôn. Có một ông già xuất hiện lấy nước cho uống vô. Rồi cái Ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng, Ngài một vị thiền sư mà hôm trước có giới thiệu tán thán Tổ sư Ấn Quang trong 12 năm về Tây đó, vãng sanh đó. Thì Ngài Hư Văn ngửa mặt lên hỏi ông là ai mà ông cứu tôi giữa sa mạc? Tôi nghĩ tôi chết chứ có ai mà ở giữa sa mạc mà có nước cho uống như vậy. Ông là ai vậy? Kêu ta là Văn Cát. Hỏi ông ở đâu? Kêu ta ở chân núi Ngũ Đài Sơn. Thì nghe vậy xong bắt đầu Ngài ông già này bỏ đi. Thì ông già này là Đại Trí Văn Thù Bồ Tát, Ngài bỏ đi. Thì Ngài bắt đầu tiếp tục triều bái Tam Bộ Nhất Bái, giữa sa mạc Tam Bộ Nhất Bái. Mà khi mà gặp nạn rồi đó là cái tâm nghĩ đến Ngài Văn Thù, dầu chết cũng lại. Thế mà Ngài Văn Thù xuất hiện. Mẫu chuyện của Ngài Hư Văn trong đường mây trên đất hoa. Thì thì cuối cùng đi đến tại Ngũ Đài, tới chân Ngũ Đài rồi bắt đầu mọi người hỏi ông đi đâu mà ông lạy, ông khổ cực vậy nè, ông lạy mục đích là gì? Kêu ta lạy đến để ta gặp Văn Thù Bồ Tát. Thì mọi người nói ở đây danh xưng là Văn Thù, chứ Bồ Tát Văn Thù Ngài xuất hiện ẩn, Ngài hóa thân, Ngài thường mang tên đó là Văn Cát. Ngài mới giật mình, Ngài kêu ồ, vậy là cái ông già Văn Cát hồi nãy đó là Đại Trí Văn Thù. Mình lạy tuy rằng chưa đến nửa đường mà tâm quá thành kính, cho nên Văn Thù xuất hiện mà xưng là Văn Cát. Cái biểu tượng của Ngài và cái hành trạng của Ngài Hư Văn mà chúng tôi còn cái ấn tượng đó là Ngài đảnh lễ đến lúc mà Ngài Văn Thù xuất hiện. Các vị Bồ Tát này Ngài cảm được cái tâm mình, khi cái tần số mình cảm được thì Ngài xuất hiện trong mọi thời, mỗi lúc, mỗi nơi. Cho nên cái người mà lạy Phật, người ta lạy tha thiết, cái sự cảm ứng là chuyện bình thường, nhưng không mong cầu cảm ứng quá. Tâm chưa thanh tịnh mà mong cầu để thấy Phật với Bồ Tát thì trước sau gì cũng bị ma dựa. Cái này hết sức thận trọng. Tâm mình thanh tịnh thì tự cảm thì sẽ có ứng. Nước trong thì trăng nó soi, nước đục mà mong trăng soi xuống, thấy ánh trăng dưới lòng nước thì không bao giờ có chuyện này xảy ra. Vọng tưởng điên đảo. Hôm nay cái việc mà cuối cái buổi giảng còn 5 phút, thầy Tánh sẽ đọc cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cái vấn đề mà niệm Phật kèm thêm niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho đại chúng nghe là kết thúc buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong phần sau Tăng Quảng Chánh Biên. Tổ sư Ấn Quang khai thị: người niệm Phật khi gặp hoạn nạn, bệnh dịch, giặc cướp nên chí thành chi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành
cần thiết chỉ niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ chẳng thấy được. Huống chi ông làm trưởng ấp, đang trong lúc thổ phỉ binh lính hoành hành, nếu chẳng cậy vào từ oai của Đức Phật, cứ muốn dùng tài trí của chính mình để lo liệu, sẽ khó như lên trời, nguy hiểm như bước trên băng. Nếu ôm tấm lòng đại từ bi chư bào ăn nương, lỡ gặp phải những hàng hung ác như vậy thì thế tất nhiên là phải xử trị, nhưng phải giữ tấm lòng xót thương thì sẽ chẳng tự đến nỗi kết oán và gặp hòa. Ví dụ một đệ tử là Tào Văn Bằng làm huyện trưởng huyện Quảng Đức tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người, bài đảng của hắn mua tính báo cừu. Trong tháng 11, ông ta chưa về Thượng Hải. Đến ngày 13 tháng Chạp, mười gà đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chí tâm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bọn giặc lục soát chướng ráp, tìm được một số tiền 12.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do, chúng nói để báo cừu. Hỏi do chuyện gì? Họ nói báo cừu cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông vì sao phải tử hình. Ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải tào mổ tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt tào mổ không? Chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới rồi bỏ đi. Tào Văn Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng chọn chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai rồi bỏ đi. Hẹn ngày mới lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Bằng Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến đưa cả nhà sang thánh đạo. Thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Có thể hết sức lực chi niệm thì quyết định gặp dữ hoa lành. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 237, thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, thư số 14. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi đi rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong hiện thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng nhắn tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lạc đà đi chợ. Để cứu ngập mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 244, thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, lá thư số 21. Quan Âm chính là quá khứ của Phật, là bậc phụ tá Đức Phật A Di Đà. Niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quan Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm dời đổi mà thôi. Nếu chấp chí cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa đổi hướng thiện. Đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quan Âm, ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau binh vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được,
Nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hoa lành, gặp nguy tàn an, và quán nghiệp tiêu diệt không thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần. Nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ, trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hoa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước, tạo thành cái gốc quyết định sinh vào nhà phú quý hay bận tiền. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Há có nên chẳng niệm để tự mình làm người ư? Và nói thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tôi sư hôm qua ngày hay có nói về cái thuốc A Di Đà, là câu A Di Đà Phật, là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài hay dùng danh từ đó là phổ trị, niệm vào thân tâm mát mẻ thanh lương, thân hết bệnh tâm an vui. Cái đây gọi là Phật dược. Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm vào tâm không sợ hãi, thân hết bệnh hoạn, tâm an vui, gọi là Bồ Tát dược. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát trì tụng thân khỏe tâm an và bệnh sanh tử trầm kha phiền não, do ba cái pháp này niệm Phật, niệm Quan Âm, niệm Đại Bi để trừ, thì nghiệp chướng tiêu trừ, thì bệnh tử hết, gọi là Đại Bi dược. Thì Đại Bi dược thì tiên dược với lại thảo dược thì chắc là thua xa nếu ai tin điều này. Lẽ dĩ nhiên chúng ta chưa có cái pháp khí và trì ba cái pháp mà Ấn Tổ giới thiệu, thì mình cũng cần thảo dược là thuốc về cây cỏ, hoặc giả là cần về tiên dược ha, tiên dược. Nhưng mà thảo dược với tiên dược thì chữa được bệnh thôi, chứ không có chữa được bệnh về thân thôi, chứ còn bệnh về tâm thì hai cái loại dược này không chữa được. Mà thân bệnh thì hết bệnh này nó sanh ra bệnh kia, bây giờ cái gốc của nghiệp nó còn, tham sân si mạn nghi nó còn. Cho nên đây là cái việc mà chúng tôi thấy là nên phổ biến cái thần dược của Phật, đó là A Di Đà, A Di Đà Phật và câu danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và Thần Chú Đại Bi. Nên phổ biến điều này cho mọi người, vì chúng ta không có khả năng để làm thảo dược, tiên dược thì cũng không có khả năng, mà chỉ có Phật dược, Bồ Tát dược, Đại Bi dược thì cái này chúng ta phổ biến được. Quan trọng vô cùng trong cái lúc này. Hôm nay chúng ta nhận được cái thông tin đó là các quý Phật tử nghe Tịnh Thất Quan Âm không có mở cửa và ít Phật tử đến, họ nhiều người, chắc nhiều người hỗ trợ cho nên được 60 triệu họ mua một tấn đậu nành, 50 cây kem, rồi đậu, đồ đạc rất rất là nhiều, gom lại cũng mười mấy món là thành 60 mấy triệu để gửi về cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Thì họ chỉ nhắn tin qua điện thoại cho biết thôi, chứ họ không có nêu là ai, họ ba la mật ẩn danh làm âm phước. Thì chúng tôi cũng chứng minh công đức cho toàn thể quý Phật tử đã có cái tín tâm với tâm bảo, và nhất là có cái duyên với chúng tôi mà khi nghe chùa là cũng ngưng lại đóng cửa, không như chùa nào cũng vậy đó. Thì cái chuyện mà thu nhập về Phật tử cúng dường không có để chi phí cho đại chúng, thì tuy nhiên Phật gia hộ chúng tôi vẫn còn phải, chúng tôi vẫn còn có khả năng để mà lo lắng cho đại chúng, tuy rằng tiêu dùng nó tiết kiệm lại, nhưng mà quý Phật tử có cái thâm tình ở với Tịnh Thất, thì mình phát tâm cúng dường như vậy thì tam bảo chứng minh.
Đó là cái việc chúng tôi hết sức là ghi nhận tấm lòng của quý vị. Và bây giờ đây thời gian nó cũng quá 5 phút rồi, 1 tiếng 5 phút thì đại chúng.